Hi, xin kính chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn Và như thường lệ thì hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị Những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn ha Và không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của nó Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh Và sau khi nghe xong video thì đừng quên là comment ở bên dưới phần bình luận về ý kiến của các bạn về cái video ngày hôm nay nó sẽ như thế nào Và tất cả những cái sự tương tác đó là cái nguồn động lực và cái niềm ủng hộ rất là lớn dành cho Nguyễn Nguyễn và cũng xin lỗi trước là như các bạn cũng nghe là giọng của mình hôm nay là nó đang hơi mũi mũi do là bị xoang nó lên á cho nên là nếu như uh, giọng của mình nó không có được giống như bình thường thì mong là mọi người sẽ thông cảm ha cảm ơn mọi người rất là nhiều và rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn đầu tiên mà nguyễn đặt tên là bán hồn cháu trai câu chuyện này của một cái người bạn tạm gọi bạn tên là khang đi và bạn có viết trong email là đến cái thời điểm hiện tại thì cái sự việc xảy ra ở trong gia đình bạn cũng đã gần được 10 năm rồi ha. Gia đình của Khang thì có tổng cộng là 5 người. Bố mẹ Khang là anh trai lớn, chị gái giữa và Khang là con út Và họ sinh sống ở tại một cái tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Và vào mùa đông năm 2012 á các bạn, khi đó Khang vẫn đang học năm 2 đại học ở Hà Nội và anh trai của Khang tạm gọi tên là anh Hoàng đi. Anh Hoàng khi đó thì đang học năm cuối thì nó có một cái sự kiện diễn ra như thế này nè. Có một cái ông chú hàng xóm ở dưới quê ổng cưới vợ các bạn cho nên là có mời hai anh em này đi về để mà dự và các bạn cũng biết thanh niên trai tráng đi dự đám cưới tất nhiên là phải uống rượu rồi. Và ở dưới quê thì còn uống gọi là bacchus hơn nữa. Lúc mà uống say đó Thì cái buổi tối hôm đó Khang thấy là anh Hoàng Anh trai của mình có cầm điện thoại Đi ra ngoài chỗ cái gốc cây xoài Ngồi nói chuyện với lại người yêu Mà hình như là cãi nhau hay sao đó các bạn Khang nhìn thấy là anh trai của mình khóc Lúc đó nghĩ trong đầu Ôi trời bình thường thanh niên chửi lợn Với bồ chia tay xong rồi khóc Thì cũng là cái chuyện hết sức là không có gì để quan tâm hết Cho nên là Khang cũng kệ Và không có nhớ đến cái chi tiết đó không Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy Cho đến khi mà gần Tết anh Hoàng ảnh về quê sớm hơn mọi lần và đi qua nhà cô, bác, cậu gì này nọ đó Một là để chúc Tết, hai là để ngồi uống rượu và ôm lại cái chuyện trong một năm Và cái lần đó thì bố mẹ của Khang bận việc cho nên là anh Hoàng một mình ảnh đi qua nhà của một người bác gái Bác gái này là chị ruột của mẹ ha Nhà ở gần chân đồi vào qua tới nơi thì cũng ngồi ăn và cũng uống rượu như vậy Nhưng mà có một cái lạ như vậy nè những cái người con của bác gái đó có một cái người anh đi ha tạm gọi anh đó tên là anh an anh an này thì anh có nói lại với gia đình của bạn khang đó là không biết làm sao mà cái hôm đó ông hoàng này ổng qua nè ổng nói toàn là cái điềm gỡ mà một á, là ông nói chuyện xui xẻo Hai là ông căng dặn mọi người giữ sức khỏe Xong rồi chí thú làm ăn Xong rồi này kia các kiểu Giống như là cái lời trăn trối vậy đó các bạn Mỗi năm thì ổng cũng không có đi chơi nhiều lắm đâu nhưng tự nhiên cái đợt đó ổng đi ha ổng đi thăm bạn bè nè anh em chí cốt nè xong rồi thầy cô bên nội bên ngoại thăm ông bà nội ông bà ngoại những cái người ruột thịt và đi tới đâu thì ổng cũng có cái thái độ giống y chang như vậy đó lúc đó như nguyễn vừa kể thì bạn khang này là sinh viên năm hai mà được cái dịp Tết nghỉ ngơi thì vui lắm cho nên bạn cũng đi chơi Ăn nhậu bạn bè đầu này kia cho nên không có để ý những cái hành động kỳ lạ của anh trai mình cho đến một cái hôm á ông hoàng này ổng đi xuống bên nhà nội gặp một cái người anh họ ha ông anh họ này tạm gọi tên là ông bảo đi ông bảo này á vừa là vai anh nhưng mà trong cái lúc mà đi học á thì ổng làm thầy giáo cho nên là người thầy chủ nhiệm của bạn khang này cũng như là của ông hoàng đó luôn thì lúc mà ông hoàng này ổng qua bên nội gặp cái ông bảo đó thì ông bảo có nói lại với gia đình là để ý kỹ cái thằng hoàng này nha nhìn cái mặt của nó dại 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 sau đó giống như là chuẩn bị có cái gì xảy ra và ổng linh cảm có điểm xấu đó các bạn thì ổng dặn gia đình như vậy và bạn khang này cũng có giải thích rõ trong email là gia đình của bạn ba bốn đời là không ai có tiền sử bị bệnh thần kinh hoặc là bị bệnh tâm thần thể nhẹ thể nặng gì hết trơn nói chung là rất là bình thường thậm chí là anh em của bạn còn tương đối là thông minh chịu khó từ nhỏ nữa không nhưng mà cái ông này tự nhiên bây giờ ông lại biến chuyển trở thành một cái người nó có những cái dấu hiệu thần kinh khi mà biết được những cái chuyện như vậy thì mấy ngày hôm sau Khang cũng hạn chế đi chơi Phần nữa là bố mẹ bạn cũng có kêu á Là nhìn thằng anh mày thấy nó khác quá cho nên mày nhớ để ý nó nha Và quả nhiên là khác thiệt các bạn Khi mà Khang nhìn anh mình cụ thể trong một cái lần ngoài ăn cơm á Bình thường ông Hoàng này nè, ông cũng tương đối là hoạt ngôn Ngồi chung bàn với mọi người thì cũng bắt chuyện, cũng kể lại một ngày của mình như thế nào ra làm sao Nhưng cái đợt đó ổng không kiểu không có nói chuyện với ai luôn ngồi á thậm chí ổng còn không dám nhìn thẳng vào mặt của người đối diện và hả kiểu mắt nó cứ láo liên cứ nhìn qua nhìn lại lắm la lắm lét á và cho đến một cái buổi tối hôm đó là khuya ngày 28 rạng sáng ngày 29 hai anh em thì ngủ chung giường ha do là kiểu khang không có muốn là kiểu xảy ra những cái chuyện gì giữa đêm nó không hay á cho nên là nằm kế bên để mà canh chừng trai và bạn còn nhớ là khoảng 1 giờ sáng đang thiêu tiêu ngủ á, thì tự nhiên ông hoàng này ông vùng dậy các bạn chạy ra ngay bàn ngay chỗ phòng khách á, cầm điếu thuốc và bật lên ổng hút nhìn thấy như vậy thì cũng thấy lạ lắm tại vì từ nhỏ đến giờ ông này không bao giờ hút thuốc nhưng bây giờ lại làm như vậy thì khang mới chạy ra khang kêu á, là anh điên hả tự nhiên lại hút thuốc và hai anh em ngồi á, nhìn nhau nói chuyện dăm ba câu thì khang cũng móc điếu thuốc ra để hút cùng với anh hai ha và lúc đó ông hoàng ông cũng kể nhiều chuyện lắm các bạn Ông kể là cái chuyện ông đi học đại học như thế nào rồi chuyện yêu đương ra làm sao, rồi ông cũng có kêu á là anh chia tay người yêu rồi. Khi này nè, Khang cứ nghĩ đâu chắc là vì một cái cú sốc tình cảm tâm lý cho nên là anh trai của mình mới như vậy thì bạn có nói đó là không hợp thì chia tay thôi chứ có còn sao đâu. Đàn ông còn trẻ mà anh lo gì. Và sau khi mà nói xong thì anh em cũng leo lên trên giường để mà ngủ. Qua cái buổi sáng ngày 29 đó các bạn, nhìn mặt ông này càng ngày nó càng dại hơn ha mắt kiểu nó hơi lờ đờ và cảm nhận rõ ràng là ổng sợ ánh sáng. Và đến tối cái hôm 29 qua rạng sáng cái hôm 30 mươi thì tiếp tục lại có chuyện. Cũng tầm khoảng 1-2 giờ sáng luôn. Khi mà đang nằm ngủ bình thường á thì Khang thấy là anh trai của mình lẻn dậy đi ra trước sân nhà. Và ở ngay cái chỗ đó nó có một cái cây hồng xiêm và hai cây nhãn rất là lớn ở hai bên cổng khi mới ngồi dậy các bạn từ cái chỗ cái giường á lén đứng nhìn về cái phía cái chỗ cửa kính á thì thấy là ông hoàng anh trai của mình đứng đơ đơ ra chỗ hai cây nhãn bên cổng và lúc này nè bạn thấy lạ lắm cho nên là bạn kiểu kiểu sợ các bạn cho nên là bạn mới chạy ra ngoài kêu á là anh ơi anh đứng ở đây giữa đêm để làm gì vậy nhưng mà anh trai của bạn không có trả lời quay đầu đi thẳng vào trong nhà leo lên giường và nằm ngủ giống như là người bình thường và đặc biệt trong cái lúc đó thì Khang cảm thấy tự nhiên nó lạnh sống lưng lắm Giống như là từ chỗ anh của mình nằm bên cạnh nó phát ra một cái làn sóng âm gì đó nhìn thấy ghê lắm cả Và qua sáng ngày hôm sau tức là sáng 30 Tết ha Bố mẹ của Khang có kêu bạn ra và nói riêng á là thằng Hoàng anh trai của mày Nhìn thấy nó lạ và nó có nhiều cái biểu hiện khác thường lắm Cho nên là mày cố gắng chịu khó để ý nó nha con Và bố mẹ của bạn cũng rất là lo bất an trong lòng lắm Tại vì nhìn thấy con mình như vậy mà Cho nên là ông bà cũng cố gắng là ở nhà Và không có đi chúc Tết người thân nữa Và đến tối cái hôm 30 Tết Gần giao thừa các bạn Tự nhiên nè Ông Hoàng này ổng nằm nặt ổng đòi bạn Khang Bằng được là phải chở ổng đi qua nhà Của ông thầy giáo chủ nhiệm cấp 3 Có nghĩa là ông anh họ tên là Bảo đó Lúc đó nó gần Tết, gần giao thừa tới nơi rồi Gia đình kiểu can dữ lắm luôn Kêu á là đêm hôm khuya khoát rồi ở nhà đi Đón giao thừa đi chứ không có được đi đâu nữa Nhưng mà ông kia ông làm dữ lắm kìa Ông dùng dằn xong rồi ông nổi cấu lên Xong rồi ông chửi mọi người và ông nói đó Nếu như mà không chở ông đi Thì ông sẽ tự đi một mình Và trong cái tình huống mà căng thẳng như vậy Bố mẹ của Khang mới nhìn qua Khang Và đại ý giống như là muốn nói á Thôi bây giờ mày chở anh mày đi đi Chứ đêm hôm nó đang như vậy để nó điên mình là nguy hiểm lắm Mày đi chung có gì thì coi chừng nó Và bạn còn nhớ khi đó là gần 12 giờ rồi ha Đường từ đường đi ra nhà thầy giáo đó uh, Qua nhà của ông Bảo đó Là phải đi ngang qua một cái bãi tha ma ở đầu làng Tiếp theo là qua thêm con đê nữa rồi mới đến Và trên đường đi thì ông Hoàng nó Ông dặn dò khang nhiều cái lắm Ông kêu là sau này có chuyện gì nè thì mày với lại kiểu mà chị gái là phải thương yêu nhau. Xong rồi á làm phải kiểu cố gắng học để sau này lo cho bố mẹ nha. Nhớ học thiệt là tốt, đừng có chơi bời nữa để mà bố mẹ buồn. Tự nhiên gần Tết nhất tới nơi Đòi chạy qua nhà giữa một cái đêm hôm khuya khoắt như vậy Mà lại nói những cái câu giống như là lời trăng trói Cho nên là bạn Khang này bạn cảm thấy kiểu không thích Bạn mới quát lên liền luôn bạn kêu á Là thôi anh nói gì mà ghê quá vậy Em luôn luôn ổn và anh á thì cũng sẽ như vậy Cho nên anh đừng có nói nữa Và hai anh em cứ như vậy mà tiếp tục đi ha Ra tới chỗ cái ngã 3D đó các bạn Thì chỗ này nè bạn khang kể lại là nó từng có khoảng 2-3 người chết vì tai nạn giao thông ở đây và có thêm khoảng mấy người chết đuối nữa và bạn trong những cái người chết ở đó đó có một cái người ha chính bạn là người phát hiện ra người ta nằm thoi thớp vì sau một cái vụ va chạm tai nạn giao thông và lúc thấy cái người đó thì bạn cũng tri hô lên xong rồi bạn đi về bạn không biết là người ta chết sống như nào và ngay cái đêm đó bạn nằm mơ Thấy đúng cái người đó luôn hiện về báo mộng cho bạn biết là người ta chết rồi Và qua sáng hôm sau bạn hỏi với mẹ của bạn đó Thì mẹ của bạn cũng xác nhận đúng cái người hôm qua mà con phát hiện ra người ta chết rồi Và chính vì vậy cái chỗ đó nó rất là tâm linh Chạy giữa đêm nữa thì kiểu cảm giác là nó không có được thoải mái lắm á Và quả nhiên ha Vừa tới chỗ ngã ba d Bạn Khang này nè Bạn nhìn thấy là có con mèo đen Giữa đêm đi mà gặp con mèo đen ha Nó đứng bên đây đường nè nó băng từ bên đây đường qua bên kia đường Và cái lúc mà nó gần tới nơi đó các bạn Nó quay đầu nhìn chầm chầm về hai anh em luôn Và các bạn cứ tưởng tượng đi Đêm hôm đường ở dưới quê Con mèo đen nhưng mà mắt của nó nó sáng rực lên như là cái đèn pha ở trong tối gì đó Cho nên đó, là làm bạn khang này bạn hơi lo lo Nhưng mà bạn không sợ nha Mặc dù vậy nhưng anh trai của bạn bạn cảm giác được là cái người này nè Giống như là rung lên bừng bực bừng bực bừng bực Mà rung mình từng cơn ớn lạnh luôn Tuy vậy cái đêm đó thì lại không có chuyện gì xảy ra hết nha Nhưng mà chạy trời không có khỏi nắng Lúc đó chắc chắn là trong người của anh Hoàng này có vấn đề rồi Và đến tối 7 giờ tối ngày mùng 2 Tết Có nghĩa là cách có khoảng một ngày thôi đó Bạn Khang này nè Bạn có xin bố mẹ của bạn là ở nhà đi Để bạn cùng với lại những cái người cùng lớp á, Đi qua nhà các ông Bảo để mà chúc Tết Lúc mà mọi người qua tới nơi ha kiểu ngồi nói chuyện nha uống rượu vui vẻ rơm rã lắm kìa thì tự nhiên mẹ của bạn gọi điện cho bạn á và cái câu đầu tiên mà mẹ bạn nói á là con đi ra ngoài đi mẹ có chuyện nói cho con nghe và lúc mà chạy ra đó các bạn mẹ của khang mới kêu nè bây giờ mày chạy về nhà nhanh lên anh trai mày nó lạ lắm chắc chắn là xảy ra chuyện rồi Khỏi phải nói, nghe nhận một được một cái tin như vậy, ba chân bốn cẳng ha, là bạn này bạn mới đi vào trong nhà của ông Bảo đó, bạn mới kiếm cớ chuồng kiểu là đi nói khéo khéo để đi về. Lúc mà về đến nơi á, thì bạn mới được bố mẹ của mình kể lại là kể từ khi mà bạn rời khỏi nhà ha, thì anh trai của bạn có một cái biểu hiện rất là lạ. Cứ ngồi nè và nhìn người khác kiểu lắm la lắm lép bộ dạng sợ hãi lắm kìa, và sau đó là ổng đi dần 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 lùi 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 ra phía sau nhà. Và ở ngay chỗ sau á thì nó có một cái chuồng gà và có một cái bụi tre nó tối thui, tối hù và không có đèn, không có đớm gì hết. Lúc này sợ quá các bạn. Khi mà kiểu Khang chưa về ở nhà đó thì bố mẹ có gọi điện cho ông nội lên để mà khuyên anh trai vào nhà. Tại vì bố mẹ khuyên cỡ nào, dụ dỗ cỡ nào thì ông Hoàng ổng vẫn không chịu vào là không chịu vào. Cứ ngồi yên ở ngoài kia mà thôi. Và lúc mà ông nội qua tới nơi á cầm cái đèn biên các bạn rọi thẳng vào chỗ cái bụi tre đó và ông nội ông cất tiếng gọi là Hoàng ơi vào nhà đi cháu sau đêm hôm mà cháu lại ra ngoài đó ngồi để mà làm cái gì cứ tưởng là ông Hoàng này ông sẽ đi vào nhà nha các bạn nhưng không ông vẫn đứng ngay chỗ cái chuồng gà mặt mũi thì xám ngoét giống như là ông sợ lắm vậy đó vừa nghe thấy tiếng ông nội của mình một phát là ông giục cái đôi dép luôn sau đó là chạy băng 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 phi qua cái hàng rào chuồng gà và mất hút ở trong đêm tối và có một cái chi tiết làm cho mọi người cảm thấy nó kỳ dị á là ngay chỗ cái hàng rào chuồng gà đó có một cái bức tường rất là cao vậy mà chỉ bằng một cái phóng thôi là ổng bay qua bên kia cái bức tường luôn. Khi mà về đến nhà, bạn nghe kể là những cái sự việc như vậy cho nên bạn mới gọi điện cho anh em và gọi cho hai cậu là em trai của mẹ lập tức là tụ họp lại sau đó là chia nhau đi tìm ngay lập tức. Bạn Khang khi đó đi cùng với lại cậu cả em trai mẹ của bạn ha Đi một hướng và những cái người còn lại thì chia ra thành khoảng 10, 20 người gì đó Chỗ là tìm khắp nơi luôn Nhưng mà tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài không thấy Và trong cái giây phút đó thì Khang có một cái linh tính Có cái gì đó nó không lành các bạn giống như là cái dự cảm gì đó bạn đi tìm hết bể nước nè, tường rào nè Gọi tên của anh trai mình cứ kêu là anh Hoàng ơi, anh ơi, anh ơi anh đâu rồi Nhưng mà giữa lúc đó là chỉ có cái bóng đêm thôi Không hề có bất kỳ ai đáp lại cái lời gọi của bạn hết Bạn Khang này có nói với cậu cả đó Kêu là cháu có linh cảm là anh hai anh sẽ chạy ra ngoài đồng Tại vì cái thời điểm đó là cuối năm rồi các bạn Cho nên đồng nước ở dưới quê của Khang là to lắm Người ta hay quay lại để mà thả cá đó và khi mà hai cậu cháu đi ra tới cái ngã ba đầu làng chỗ cái bãi Tha Ma đó các bạn Thì có đi vô trong để tìm ngay chỗ một cái ngồi Tại vì cái ngồi đó cậu cả kêu là ngày xưa có người đã từng chết ở trong đây rồi Nhưng mà đi vào lục tung hết lên luôn nhưng không thấy là không thấy Và từ chỗ bãi Tha Ma đó nhìn ra ngay chỗ có một cái nơi được gọi là cái bãi đắp Giống như là cái bãi đê vậy đó các bạn Nhìn ra ngoài đó cũng không có thấy ai luôn mà chỗ đó nó trống vắng lắm kìa cứ như vậy ha hai cậu cháu kiểu cố gắng là động viên nhau nhưng trong lòng ai nấy là cũng giống như là lửa đốt hết rồi kêu là thôi bây giờ quay về nhà và tiếp tục là tản vào cái hướng khác để mà tìm và có một cái người bạn thân của khang khi đó cũng biết chuyện cho nên là cũng xông xáo để mà đi phụ đó tầm gần 12 giờ đêm các bạn mọi người ai nấy cũng sợ kìa tại vì không biết là ông hoàng này ông chạy đi đâu và còn sống không tại vì tìm khắp nơi tìm quá trời rồi mà vẫn không thấy là không thấy Mẹ với lại chị gái của Khang á Khỏi phải nói là khóc ngất Xong rồi tuột huyết áp Xong rồi lo lắng rồi đủ bề hết trơn Bố của bạn á Thì mặc dù là không có Không có dám nha Thể hiện rõ ràng ở trên cái gương mặt Nhưng mà Ý là cũng phải cố gắng để mà kìm nén được cái cảm xúc đó Và bản thân Khang lúc đó cũng suy nghĩ là Không biết bao nhiêu năm rồi Bình yên quá trời Tại sao lại xảy ra một cái chuyện nó quái quỷ như thế này và khi mà Khang với bạn Khang đó Vừa đi từ cái cổng nhà chuẩn bị đi ra cái hướng khác để tìm Vừa mới bước ra được cái cổng rẽ trái được độ tầm khoảng 30 mét thôi Thì có một cái chú hàng xóm và cậu cả của bạn Khang này mới la làng lên đó Là thằng Hoàng nó về nè Thằng Hoàng nó về rồi nè Lúc đó các bạn nghe thấy tin thì thoạt đầu là mừng lắm nha Mới chạy vội vàng về nhà để mà coi Và bạn kể lại đó, cái cảnh tượng sau đây nè Trời ơi nó là một cảnh tượng không bao giờ mà bạn quên được luôn là dưới cái đêm tối thui á Bạn cầm cái đèn pin bạn rọi vào người của anh trai mình Thì cái mặt của anh trai Từ đầu đến chân á Là bùng đất không là bùng đất Và bạn còn nhớ rõ ràng lúc đó là anh mặc một cái áo khoác xanh Nhưng mà nó cũng bị nhớ mất buồn đất rồi các bạn Đầu tóc á thì ướt sủng là Mặt thì lắm lem kinh khủng Nhìn giống như là một cái xác chết trôi vậy đó Lúc đó ngoại ngoại trừ cái cảm giác mà xót xa cho anh trai của mình thì bạn còn kiểu nó thấy nó kinh khủng như thế nào á Bạn mới chạy lại gần để bạn hỏi thăm Nhưng mà khi tất cả mọi người tiến gần tới chỗ của cái anh Hoàng đó anh đứng các bạn thì lập tức là anh lùi lại kiểu giống như là phòng thủ Và lộ rõ trên cái gương mặt, trên cái đôi mắt của anh là một cái sự sợ hãi nó tột cùng luôn khi đó mọi người mới khuyên nhủ ảnh á và cái anh anh cái người anh họ là anh bảo nha các bạn anh bảo mới kêu á là em bình tĩnh lại hoàng ơi anh nè à em anh bảo đi mà em vào nhà đi nhưng ổng không vào nha các bạn lập tức á là ông hoàng này nằm ổng rút từ trong áo khoác ra mỗi con dao bồng là cái loại dao mà người ta hay chọc cái tiết lợn đó ảnh đưa lên cổ của mình ha tự cắt hai nhát hai bên và kết liệu cái nhát cuối cùng bằng cách á là cầm hai tay ngược con dao về nè các bạn đâm thẳng vào bụng của ảnh luôn và sau đó nằm vật ra đất Khỏi phải nói rồi, cảnh tượng đó nó quá là khủng khiếp cho nên là mọi người lập tức chạy lại ha. Ẩm cái ông Hoàng này đi vào lên trong giường để mà nằm ở các bạn và kê một cái gối để cho đầu cao lên. Và bạn tả lại là cái mùi hôi tanh của máu đổ ra ào ạt, pha trộn với lại cái mùi bùn đất á. Nó tạo ra một cái thứ gì đó nó ngai ngái mà nó làm cho bốn năm người chứng kiến ở chỗ đó quay đầu và ói liên tục. Bà nội của bạn á, thì kêu gào thảm thiết, kêu là cháu tôi nó hiền lành như thế này mà tại sao lại bị như vậy? Mẹ nè, chị gái của Khang á, ngã quỵ xuống dưới luôn kêu khóc thảm thiết và làm cho cả làng hay chuyện họ mới chạy qua để họ giúp đỡ và anh bảo anh họ đó các bạn ổng bình tĩnh hơn thì ổng lập tức ổng gọi điện cho ông, ông kêu cho cái ông bác sĩ gần nhà và gia đình khi này nè các bạn mới chạy ra rửa giặt một cái khăn sạch nha mà cái khăn sạch đó cái kiểu cái khăn màu trắng mà nó lớn lắm kìa bệnh cái vết thương ở hai hai cái vết chém ở ngay bên cổ á mà bạn khang này bạn kêu là máu nó ra nhiều tới mức cái khăn dày như vậy như nó ra thấm đẫm đỏ hết cả cái khăn luôn Ông bác sĩ tới ha Ông băng bó xong xuôi tạm thời đó Ông có nói là cái tình hình này Kiểu chuyện xấu là khả năng rất cao có thể xảy ra nhưng mà thôi cứ gọi xe cứu thương đi còn nước thì còn tát và khi mà ổng mở cái vết đâm ở bụng lên đó các bạn thì cái vết đâm nó gần như là nó xuyên qua bên hông kiểu nó xuyên ra đằng sau đâm xuyên qua cái người của ông hoàng luôn á cho nên là mỗi lần mà ổng thở á ông hoàng này ổng thở nè là máu nó lại rỉ ra từ dưới bụng và ngay chỗ cái vết thương ở trên cổ và ổng bị chém ở chỗ này ổng tự chém chỗ này nè các bạn là nó bị đứt cái dây thanh quản rồi cho nên là ổng đâu nói được đâu mỗi lần á mà ổng khò khè khò khè cái lưỡi ổng thì thè ra ngoài nè mỗi lần ông tính nói cái gì giống như là trăng trối á thì máu từ vết thương chỗ này đổ ra máu từ trong bụng này đổ ra máu nó chảy á, kiểu ướt hết mấy cái chân răng và thậm chí có nhiều khi nha ông thở mạnh á máu á, từ trong miệng nó còn bắn lên mặt của những cái người xung quanh nữa cái hình ảnh nó nó vô cùng khiếp đảm luôn các bạn Đến cái thời điểm hiện tại này bạn Khang bạn viết lại trong email là bạn không có thể nào mà quên được cái giây phút đấy Và mất khoảng 15 phút kể từ lúc mà ông Hoàng này ông tự đâm ha thì xe cấp cứu họ mới đến và đưa ổng lên trên bệnh viện huyện và mọi người thì không có cho bạn khang này đi theo đâu bắt bạn phải ở nhà và cái người cậu á được cắt cử đi cùng thì ông cậu ông có kể lại ha là trên cái đường đi á ổng luôn nói chuyện với lại ông hoàng này giống như là để để đừng ổng giữ đừng có để cho cái tinh thần của ông hoàng ổng liệm đi nhưng mà ông hoàng này ổng có khò khè ổng nói với ông cậu á là cháu muốn chết ở nhà đưa cháu về đi và ngay cái lúc mà đi lên tới cái bệnh viện huyện á các bạn Thì các bạn biết là nằm ở băng ca trên xe cấp cứu mà Thì cái đầu nằm trong hai cái chân đưa ra cái cửa phía sau này nè Mọi người y tá bác sĩ đó là tính đẩy ổng đi vô Nhưng ổng dùng hai cái chân ổng kẹp lại ngay chỗ cái cửa xe cấp cứu đó Chừa cửa xe cấp cứu á là ý là không muốn để cho mọi người khiêng ông ấy vào trong viện khi mà đưa ông Hoàng này vào trong bệnh viện huyện rồi thì bác sĩ ở đó người ta nói cái ca này giải quyết ở đây không được, phải đưa lên bệnh viện tỉnh đi và cùng cái lúc đó ở nhà đó các bạn, có một cái người anh tên là anh Cường và một cái người bạn thân của bạn Khang này nè. Hai người đó nhận được cuộc điện thoại của ông cậu á, nói là bây giờ chuyển hoàng đi rồi thì hai anh em chạy xe nay đi. Và trên đường từ nhà lên trên bệnh viện tỉnh á thì hai anh em có thấy một cái xe cấp cứu nó chạy ngược chiều lại thì hai người này mới nói với nhau, thôi, kiểu này chắc là chết rồi, à, chết giữa đường đi, cho nên là xe cấp cứu người ta mới chạy chở cái xác ngược về. Kiểu nghĩ trong bụng như vậy cho nên là anh Cường anh mới gọi điện cho ông cậu nhưng mà may mắn quá ha Cái xe cấp cứu đó là nó chở một cái người khác Và khi mà đưa anh Hoàng đi vào tới trong cái bệnh viện tỉnh đó Mọi người có tới nhà các bạn, tới nhà của bạn Khang này nè An ủi xong rồi động viên gia đình á Nhưng mà kiểu lúc đó là cũng không, không có ai có thể bình tĩnh được trong cái giây phút như vậy hết Trong số những cái người tới thì có một cái người bạn thân khác của Khang Không phải là cái người bạn nãy đi tìm chung với bạn đâu người ta kêu á là ban nãy người ta đi chơi từ xã khác về ngang qua nhìn về phía cái chỗ cái um, cái bờ đắp cái chỗ bờ đê đó các bạn thì thấy có một cái người nào đó là cứ đi trên bờ đê xong rồi nhảy xuống dưới cái đồng nước ùm um, ùm um luôn và nghĩ đâu chắc là thằng nào đi bắt trộm cá ban đêm thôi cho nên là cũng không có quan tâm và thêm một cái người nữa người ta cũng nhìn thấy cái bóng đen ha Người ta kể lại á là cái bóng đen này nè người ta nhìn thấy là cứ vừa đi xong rồi đi được mấy bước á các bạn Xong rồi cứ quỳ xuống khấn lái vái kiểu lạy lục giống như là cầu khấn cái gì đó ở ngay chỗ cái bờ đắp Và cả nhà nghe xong như vậy thì kinh hồn sợ hoang mang lắm Và một cái điều lạ ha là ngay chỗ cái bờ đê bờ đắp đó đó đường á, thì nó rộng rãi nó không có kiểu cây cối gì che phủ và quan trọng là người ta có để đèn nhưng mà tuyệt nhiên ban nãy khang là cũng như là ông cậu đứng ngay chỗ bãi tam mai nhìn về phía bờ đáp nó nhìn rõ lắm nhưng mà không thấy bất kỳ một người nào hết và trong những cái đoàn người đi tìm cũng không ai nhìn thấy luôn và khi mà ông Hoàng này ổng đi vào trong phòng mổ trên bệnh viện tỉnh rồi đó các bạn Những cái người bác sĩ á, họ bắt đầu là họ phẫu thuật luôn Và trước khi đó thì họ kêu là gia đình là phải ký vào cái giấy sinh tử đi Tại vì á, cái tỷ lệ tử vong rất là cao do mất nhiều máu quá Nhưng mà là ăn cái gì nè các bạn Khi vào trong phòng mổ đó Thì họ nói là rất là kỳ lạ luôn Là hai cái vết thương ở trên cổ này nè Mặc dù là mất máu như vậy nhưng lại không chạm vào tĩnh mạch không chạm vào động mạch và nó chỉ bị đứt cái dây thanh quản thôi họ khâu lại và xử lý xong hai cái vết đó còn cái phát đâm chí tử ở dưới bụng á họ kêu là cái con dao này nè không có xuyên qua cơ quan nội tạng nào hết trơn luôn không vào phổi không vào gan không vào thận hay là ruột mặc dù gần như là nó đâm thủng xuyên qua cái người tường trước ra làm sao nói chung á cái việc này nó phải nói là nó nó là cái cực kỳ kỳ diệu và ông bà gánh phải còng lưng luôn thì mới được vậy và lúc mà làm xong sau 6 tiếng đồng hồ Họ đưa ông Hoàng này đi vào trong cái phòng mà Cái khoa hồi sức họ nằm á Và nói với gia đình là yên tâm đi Số thằng này chưa chết được đâu Và mặc dù là cứu sống thoát khỏi tay tử thần rồi ha Nhưng mà sau đó là một cái chuỗi dài Gia đình kiểu trải qua nó u ám và buồn khổ lắm Do là biết cái chuyện này ít không phải ít nhiều nữa mà nó khả năng cao là liên quan tới tâm linh rồi Cho nên là họ lo Không biết là thoát được lần này nhưng những lần sau thì còn miệng nữa hay không và trong cái lúc mà ông Hoàng này ổng nằm ở hồi sức được khoảng 10 ngày rồi các bạn Thì Khang có đi vô thăm ha, đi vô chăm á Do là kiểu nó bị cái cổ như vậy đó Cho nên ông phải để một cái ống sông nè Nên là có rất là nhiều đờm trào lên và nó hay bị khô Và Khang có kể lại là, là cái hôm đó cho anh trai của mình uống nước và các thứ xong xuôi hết trơn rồi Thì ổng bị tắt đờm ở ngay cổ các bạn và ổng không thể nào ổng thở được bị tắt thở này và chân tay kiểu nó giật đùng 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 luôn và ngớp lên giống như là người bị đuối nước ấy, cố trồi lên để ngớp để thở như vậy và tay chân ông ấy dãy đạp rất là mạnh những cái người nhà bệnh nhân nằm ở cái mấy cái giường bên cạnh đó tưởng là ông này thôi nhìn nó sợ quá kiểu là tưởng là ông chết rồi cho nên là mọi người không ai dám ở lại trong phòng hết chạy hết ra ngoài và may mắn là bác sĩ họ xuống họ can thiệp bằng máy thở ha đấm bóp vào cái lưng cổ ngoài này nè cho nên là dần dần thì ông ổn định lại và tất nhiên khi đã biết câu chuyện này có liên quan tới tâm linh rồi thì mẹ với lại chị gái của bạn Khang đó thì có đi xem bói và thú thật lúc đầu là bạn Khang này không tin vào bói toán đâu các bạn cũng không có tin là cái chuyện đó là do tâm linh chỉ nghĩ đó là bệnh lý kiểu bị 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 bị, bị chấn động tâm lý thôi cho nên là khi nghe mẹ với lại chị gái của mình đi coi thầy thì kiểu cảm giác là không ưa với là không tin lắm á nhưng mà sau khi nghe mẹ với lại chị kể lại câu chuyện này nè bạn Khang lập tức là bà không nói gì nữa do nha tới bà thầy bói đúng không? Mời bà về nhà các bạn vừa mới bước vào trong nhà luôn. Nhìn cái bản danh sách tên của gia đình á, bà chỉ ngay vào tên của ông Hoàng này nè. Bà kêu á, cái thằng này nè, nó bị nạn đúng không? Nó về nó gục trước cửa nhà. Nhưng mà yên tâm đi nó không chết đâu. Chị gái với lại mẹ của Khang chưa hề kể bất kỳ một câu nào hết Và cái thứ hai nữa là bà nhà nhà của bà thầy bói nè Cách nhà của gia đình nó khoảng mấy chục cây số nói chung là xa lắm Cho nên chắc chắn là bà không thể nào biết được câu chuyện bên này Và sau một hồi nói chuyện với gia đình thì cái bà thầy bói đó bà mới phán Là thằng cu này nè có nghĩa là anh Hoàng đó Ảnh bị hai cái thế lực kìm hãm và có ý đồ là muốn giết chết ảnh Cái người đầu tiên là bà chúa Thượng Ngàn và nghe tới đây thì nhiều bạn sẽ nghĩ là nhưng mà là, là mẫu thượng mẫu thượng ngàn ở trong đạo mẫu nhưng mà không phải cái bà chúa thượng ngàn này nguyễn nghĩ là một cái tên gọi của những cái người ở trong khu vực của bạn khang này dùng để gọi một cái vong linh nào đó thôi và bạn có kể trong email á là đây là một cái vong linh là có thật là một cái truyền thuyết là có thật ở ngay chỗ quê bạn không Người ta kể lại đó là ngày trước khi mà đi hái củi ở trên đồi thì bà, cái người được gọi là bà chúa thượng ngàn này nè là bị một cái con hổ ăn thịt và kéo sát bà qua mấy cái quả đồi luôn. Và kể từ đó có rất là nhiều người đi rừng bị nhập vì khi đi rừng á thì họ thường xuyên là mang theo cơm để mà ăn luôn ở trên rừng. Và từ bé có một lần là ông Hoàng này ông đã bị nhập rồi. Cái người nhập vô á là người ta đòi một cái nón lá với lại một cái cơm, nắm nắm cơm á thì người ta mới chịu buông tha và bà thầy bà cũng nói luôn là cái hôm ông hoàng này ông bị nhập chính là hôm ông đi vào cái quả đồi bên chỗ nhà của người bác để mà ăn tất niên tết cái vong thứ hai nhập vào trong người của ông hoàng này là vong của một bà cô bà cô này là em gái của ông nội bà mất trẻ cho nên linh lắm và thầy kêu á là bà cô này có ý định là bán đứa cháu của mình cho một thế lực nào đó và đổi chát một cái vấn đề gì đó mà không gia đình không có biết được cũng như là bà thầy bà không có tiết lộ ra và cả hai cái điều này khiến cho ông Hoàng ổng bị trong cái trạng thái dằn vặt như vậy Tại vì một cái vong nhập vào trong người đã giữ rồi Còn đây là hai cái vong mà cứ dằn xé qua lại huống chi là cái ý định cũng không cũng không có gọi là thiện làm gì Và sau cùng thì các bà thầy bà có dặn gia đình là chuẩn bị một số những cái lễ cho bà Bao gồm là giấy tiền vàng bạc là xong rồi đồ mặn đồ ABC các kiểu Xong rồi có những con hình nhân thế mạng nữa Và đợi ngày bả xuống để bà cúng tại gia đình của bạn Khang và có một cái điều kỳ lạ là Khang kể đó Khi mà cúng xong nhưng các bạn vừa dứt cái câu cúng cuối cùng luôn Thì cũng là lúc ở bệnh viện gọi về Nói là ông Hoàng này nè Ông đã được tháo chỉ rút cái ống xong ở cổ Và có thể nói chuyện được nhẹ nhẹ ra Cái thời gian sau khi mà ông Hoàng được xuất viện về nhà rồi đó các bạn Thì bạn Khang bạn cũng xin nghỉ cái việc học tạm thời uh, Xin tạm thời nghỉ học ở Hà Nội để mà đi về cho anh trai Về lý do là chỉ có bạn này bạn ngồi canh á thì ông hoàng này ông mới yên tâm và ông ngủ ngon thôi còn lại những cái người khác thì không thể nào ông cứ buồn chồn lo lắng và giải thích là do vía của bạn khang này rất là mạnh ha cho nên khi bạn ở gần á thì kiểu cảm giác là có một cái sự bảo hộ và có một cái sự che chở và mọi chuyện cứ bình yên như vậy cho đến một cái đêm nọ Nghĩ là anh trai của mình ngủ ngon rồi đó Cho nên là bạn Khang này bạn mới đi qua nhà ông cậu để mà xem cái bóng đá cúp C1 Thì vừa mới đi được chút xíu thôi Tầm khoảng 2 giờ thì mẹ của bạn có gọi cho bạn kêu á Là bây giờ mày về liền đi Anh trai của mày lại có cái biểu hiện lạ rồi kìa Và khi mà về tới nhà Khang nhìn thấy là ông Hoàng này nè Ông đang thu lưu ở góc giường kiểu người run cầm cập vì lạnh luôn cũng biết á các bạn Cho nên là Khang mới đi vào và nói với anh trai của mình là anh yên tâm đi có em ở đây rồi anh không có sao đâu và rồi sau đó thì khang có đi ra ngoài cổng đốt vía và bạn chửi bạn nói là đừng có tìm cách hãm hại anh tao nữa tao sẽ không bao giờ để cho anh tao bị cái gì đâu những cái chuỗi ngày sau đó ông hoàng này á ổng rất là sợ tiếp xúc với người lạ luôn người lạ nào hoặc là nghe ai nói và kể đến những cái câu chuyện anh đã trải qua đó thì kiểu anh cũng 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 nói chung là cái 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 phản ứng kiểu sợ lắm kìa các bạn nhưng mà rồi sau đó thì bạn Khang này bạn cũng không có thể nào mà ở bên mãi để mà chăm được Bạn cũng phải quay về Hà Nội để bạn tiếp tục học thôi Và thời gian đó thì bố của bạn đó có ngủ cùng với anh trai của bạn Và kể là tình hình càng ngày nó càng xấu đi Khi mà anh Hoàng này nè càng ngày ảnh càng sợ giống như là ảnh nhìn thấy được cái gì mà ổng ai thấy và trong tâm khảm của ảnh lúc nào ảnh cũng trong cái trạng thái là hoang mang hết và ảnh cứ thấy đám ma nè khi mà ảnh thấy người chết nè là ổng sợ xong rồi ổng run bần bật và mỗi lần ổng nghe cái tiếng kèn trống kiểu đưa tiễn á các bạn thì ổng lo lắng vô cùng lắm cơ thậm chí là nhiều khi á không biết làm sao nữa mà ổng lấy cái 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 đồ cái cái nhíp gì nhọn nhọn đó ổng đâm vào chân ổng đến mức mà chảy máu luôn và tất nhiên là ngủ không phải bật đèn lúc nào nhà cũng sáng trưng hết không có dám tắt Thấy như vậy, mọi người trong nhà thoạt đầu tiên là nhất quyết là kiểu cất hết tất cả các dao và những cái thứ sắc nhọn đi. Nhưng mà bên đằng nội của gia đình của bạn Khang đó thì sống duy vật hơn, không có tin vào những cái chuyện tâm linh đâu. Cho nên là mới kêu ba của bạn là đưa ông Hoàng đi khám, nghĩ đâu là ông bị thần kinh hay là gì thôi. Ông Hoàng thì tất nhiên nhất định là ông không chịu đi rồi và ông nói là nếu mà bắt con đi là con cắn lưỡi con chết cho bố mẹ coi. Và khi đó thì bố mẹ của bạn hết cách rồi Đành phải kêu bạn Khang nè Từ trên Hà Nội một lần nữa là về dưới quê Để khuyên nhủ coi anh trai coi như thế nào Và tất nhiên bạn Khang này thì bạn cũng về ha Bạn khuyên nhủ là bạn nói nhẹ là bạn dụ dỗ cỡ nào Thì ông Hoàng ông cũng không có chịu đi Và cuối cùng bạn bực quá bạn mới nói á là anh cứ hâm dọa bố mẹ Anh cứ kêu là anh cắn lửa anh chết Vậy anh giỏi thì anh cắn luôn Tại đây cho em coi coi anh có biết là anh làm khổ bố mẹ như thế nào không? Gần một năm trời lúc nào cũng đau khổ và kiệt quệ về tinh thần. Và nghe tự nhiên nghe bạn Khang nói như vậy thì bố mẹ lúc đó sợ là ông Hoàng cũng bị gì mà cho nên là cũng khóc xong rồi chửi bạn Khang quá trời. Và mặc dù bạn biết bạn nói như vậy là 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 nó bị kích động quá đi. Nhưng mà trong đồng bạn cũng đau lắm chứ. Tại vì bạn cũng chỉ muốn là ông anh khỏe mạnh và bố mẹ thì không có đau buồn nữa. phải Cho nên bạn nói như vậy để đốc thúc ông là vượt qua ông mạnh mẽ. Và kết quả không? Ông này ông cũng chịu đồng ý đi khám Nhưng mà trong cái lúc đi khám thì lại có chuyện xảy ra Khi mà xe khách chạy được nửa đường đó các bạn Thì người ta hay dừng lại chỗ mấy cái trạm dừng chân Để cho khách họ đi kiểu đi vệ sinh hoặc đi nhảy lao ăn uống gì đó Thì ông Hoàng ông mới nói với lại bố của Khang á Là dạ con xuống đây con đi vệ sinh nha Nhưng mà ngay lúc ông xuống Ông bỏ chạy một phát băng qua bên kia đường Và cuối cùng là ông trốn đi gia đình phát hiện các bạn chạy dí theo dồn kêu khuyên là thôi lên xe đi lên xe đi mà cái cảnh tượng nó hỗn loạn lắm kìa làm cho cả nhà xe họ cũng hơi kiếp kiếp khi mà xuống tới hà nội ông hoàng này nè ổng trải qua các bài test về tâm thần một cách vô cùng chính xác và nhanh gọn cho nên bác sĩ họ nói là không không có vấn đề gì về tâm lý hết và giờ đi khám không được giờ sau giờ cuối cùng phải đưa đi về thôi và trên cái đường về các bạn có đi ngang qua một cái đoạn đường có xảy ra tai nạn giao thông và có cả người chết luôn ông hoàng ổng ngồi trên xe ổng mới hô ổng mới nói chuyện với lại 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 bố của khang á kêu là bố ơi bố bố đưa cho con ít tiền đi thì ngay lập tức vừa nhận tiền xong là ổng mở cái cửa sổ ra mở cái kính ra các bạn ổng ném xuống đường luôn và mọi người ở trên xe nhìn thấy cảnh tượng đó thì trời, trời ơi ai nấy hả xanh chành hết mặt mày hết kể từ sau cái sự kiện đó mọi người giờ không ai cãi nó rồi biết rồi đây chắc chắn liên quan tới tâm linh và bên nhà nội cũng không nói câu nào hết lúc này cũng chỉ biết á là giờ có bệnh Chữa bằng đông y không được, tay y không được Tại liên quan đến tâm linh mà Cho nên mọi người cố gắng là vái tứ phương Chỉ mong sau cho là ông Hoàng này Ông khỏi bệnh, ông khỏe mạnh trở lại Và rất là may mắn Hai năm sau cái thời điểm đó là năm 2015 á Thì ông Hoàng này Ông trở lại hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh Và hiện tại ha Thì ông đã có gia đình thành đạt ở Hà Nội Và có hai cháu nữa Sau này có một cái lần Khang có gợi lại cái chuyện lúc trước và Khang có hỏi cái lý do vì sao là anh gặp gì anh còn nhớ không? Mà trước đó cũng rất là nhiều người gặn hỏi rồi nhưng mà ổng kêu là ổng không nhớ nhớ, ổng im lặng không mà Nhưng mà hôm đó bị ép quá cho nên ổng mới kể lại như vậy nè các bạn. Cái hôm mà chia tay người yêu là cái lúc mà đi về nhà mà dự cái cái đám cưới của ổng hàng xóm á thì ổng cũng chỉ buồn buồn thời gian thôi. Và sau đó cái lần trở về nhà thứ hai ha thì ổng thấy là người nó cứ oải oải nó mệt mệt nó chán chán và ông hoàng này ông tả lại là giống như có ai xui khiến ông đi chơi đi, đi chơi hết tất cả mọi người đi, bạn bè thân quyến hai bên người thân bên nội bên ngoại. Giống như là có người đi khiến vậy đó các bạn. Và cái đêm thứ hai khi mà ông này ông bỏ ra ngoài sân á là cái đêm rạng sáng 30 Tết. Ngay đi ra đứng ngay chỗ cái sân vườn mà nó có cái cây nhãn, cái là cây hồng ngay chỗ cái cổng đó ổng kêu là đang ngủ thì ổng nghe thấy có ai đang gọi ổng đi ra ngoài cho nên ổng mới đi và lúc mà đang đứng ngay chỗ cái cổng thì ổng nhìn thấy là có một cái người nào đó đứng ở dưới góc cây nhãn đưa tay vẫy ổng ở giữa đêm như vậy nè cứ đứng đó bừng thần các bạn đâu có làm được gì đâu giống như là hồn ví lúc này đi, đi đâu hết trơn rồi cho đến lúc mà bạn Khang này bạn đứng ở trong nhà bạn gọi ra đó thì ổng mới tỉnh lại và ổng đi vào và rồi tiếp theo là đến cái hôm tối mùng 2 Tết khi mà Khang đi qua nhà ông anh nội là ông Bảo để mà chúc Tết đó các bạn Ông Hoàng ở nhà nè, đang ngồi bình thường thì tự nhiên ông nghe thấy có tiếng ai đó gọi ổng ở phía sau nhà Cho nên là ổng đi theo, mà lúc này là ổng không điều khiển được cơ thể rồi, giống như là bị ai dựa rồi Bố mẹ thấy ổng đứng ngay chỗ cái 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 bụi tre với lại chỗ cái chuồng gà đó Thì gọi ông nội qua đó Ông nội tới ha Chỉ cái đèn pin thẳng vào chỗ đó và kêu ổng đi vô trong Nhưng ổng tả lại là ổng sợ ông nội của mình lắm Vừa nhìn thấy ông nội vừa nhìn thấy cánh đèn pin thôi Là ông quay lưng ông bỏ chạy một mạch ra thẳng ngoài chỗ cái đồng ruộng luôn Và lúc mà đang chạy trên cái bờ đắp ở ngay ngay ngay, ngay chỗ cái đồng đó các bạn Ông cứ thấy người chạy đến gần Ông nghe thấy tiếng ai tri hô Nói chung là nghe tiếng bước chân á Là ông lập tức ông trốn ông nấp vào sau cái hàng rào Rồi ông lội xuống đồng ruộng đằng sau nhà của người ta Và cứ liên tục vừa chạy vừa trốn như vậy Và ông kêu á là có ai đó thúc giục ông mới nhảy xuống nước để mà chết đi và ông cũng làm theo thiệt ha các bạn. ông cứ nhảy xuống nhưng mà đang giữa chừng thì giống như là ông chợt tỉnh lại hoặc là ông bà đổ hay sao đó thì ông mới sợ quá ông nhảy lên trên bờ và ông biết rõ ràng là cơ thể mình đang bị điều khiển có ai đó đang suối mình tự tử cho nên là ông mới quỳ xuống đất ông vái ông lạy nhưng mà giống như là cái vong nó mạnh quá các bạn vừa lạy được xong là lại nhảy xuống nước để mà tự tử tiếp nhưng rồi sau đó lại có ai cứu ông mới nhảy lên trên bờ và tiếp tục là quỳ lạy và sau cùng ha những cái vong đó mới dẫn ổng ra tới ngay chỗ cái đoạn mà có cái ống cống cái cống này là nó nằm ở ngay khúc cua giữa đồng ha các bạn dùng để thoát nước từ cái bên cao sang cái bên thấp hơn á và nếu như bạn nào kiểu gia đình thì làm nông ở dưới quê thì chắc là biết cái này tả đơn giản ha là giữa hai cái ruộng á thì nó sẽ có một cái bờ đê nó đắp lên cao thì ngay chỗ cái bờ đê bờ đê bờ đắp đó thì nó sẽ có một cái ống thoát nước để mà dẫn nước từ bên này qua bên kia hoặc là dẫn nước thẳng xuống những con đạch để nó trôi qua cái chỗ khác thoát nước cho cái đồng ruộng thì ông này nè ổng bị dẫn tới cái chỗ đó ha và có ai nói vào trong tay của ổng á là chui vào trong cái cống để trốn đi thì sẽ không có ai nhìn thấy đâu và cái cống nó rất nhỏ các bạn mà nó dài nữa cho nên nếu như ổng chui vào vừa khích cho một người thôi nước khi đó là đang ngập lưng chừng rồi nè cho nên nếu ổng chui thiệt á thì chắc chắn là ổng sẽ chết và nếu mà chết trong đó thì không biết là khi nào mới tìm được xác của ổng nữa lúc đầu tiên thì ổng cũng chui vào trong cái ống đó thiệt các bạn nhưng mà nửa đường á trong tâm trí còn xuất hiện một cái dòng suy nghĩ là nếu bây giờ có chết thì ổng muốn chết ở nhà cho nên ổng vùng dậy và ổng chạy ngay về và nghe tới đây nè khang có hỏi là ừ nếu mà vậy thì em hiểu rồi nhưng mà còn cái con dao bầu thì có con dao bầu thì sao sao tự nhiên anh lại đem cái con dao đó theo trong người để làm cái gì thì ông hoàng ổng nói nha trên cái đường từ chỗ cái bờ đắp ổng chạy về nhà thì ổng rất là sợ Kiểu giống như ổng sợ ai đó sẽ hại và giết ổng á Cho nên là ổng luồn lẻn xa những cái bờ ruộng các bạn Trường bò ở dưới bùng dưới sình á để cho người ta không có nhìn thấy Và ở gần đó thì nó có một cái gia đình kia chuyên làm cái nghề là giết mổ heo, giết mổ lợn đồ này kia thì ổng khi mà đứng ở sau vườn nhà của người ta, ổng thấy người ta để con dao ở trên cái xe ngoài hiên á, cho nên ổng bò vào để ổng lấy và ổng kêu là để ổng phòng thân vậy thôi. ổng sợ bị ai giết lắm, và trên cái đường về thì luôn luôn là ổng tìm cách ổng trốn và ổng núp mọi người mình núp kỹ lắm nha. Nhưng mà khi đứng trước cái cổng nhà đó, mặc dù người ngợm ướt nhẹp hết trơn rồi nhưng ổng kêu là không có cảm giác gì hết. Cũng không cảm thấy lạnh luôn. Chỉ có một cái thứ duy nhất là ổng sợ hãi một cái thế lực nào đó. Và đến khi ổng nghe cái ông anh họ là ổng bảo kêu á là Hoàng ơi bình tĩnh. Anh, anh bảo nè, em vào nhà đi em. Và chính cái giây phút này nè các bạn, ông Hoàng ổng mới thật sự là ổng hoảng sợ. Ông sợ là sẽ bị bắt đi cho nên là ông tự sát để kết liễu cuộc đời của mình. Nguyễn nghĩ chắc có thể là ông nhìn thấy được những cái thứ gì đó mà người bình thường của mình không thấy được. Sợ là những cái vong hồn sẽ bắt ông chết Ông kiểu không không có muốn là bị ép đi cho nên ông mới đành là ổng tự tử. Và ông còn kể thêm á, là khi mà mọi người đưa ông vào trong nhà, nằm trên cái giường rồi thì ông vẫn nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh. Ông đảo mắt ha, nhìn mọi người hàng xóm, anh em, bạn bè, bố mẹ và ông chuẩn bị là ông đón nhận cái chết ở tại nhà rồi, chứ ông không nghĩ là ông sẽ còn sống đến cái thời điểm hiện tại đâu. và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất qua đến câu chuyện lớn thứ hai của một người em. Em này tên là Mel ha Em Mel là con gái sinh năm 1995 Và hiện đang là giáo viên mầm non công tác ở tại Bình Dương Em gửi về cho Nguyễn những cái câu chuyện tâm linh bản thân em trải qua Cũng như là được nghe gia đình của mình kể lại Và cái sự kiện đầu tiên thì có liên quan tới mẹ Em nói là mẹ của mình là một người kiểu nhẹ vía lắm Hay gặp chuyện này chuyện kia nhưng giống như là có ông bà theo phù hộ hoặc là quý nhân phụ trợ Mỗi lần mà có chuyện xảy ra thì đều được bề trên là giúp đỡ Hoặc là những cái người tốt bụng người ta kiểu giúp cho mình để mà vượt qua được cái cái tai nạn đó Cái năm mà bà mới có khoảng 5-6 tuổi gì lúc mà ở nhà dưới quê đó Thì nhà ở dưới nó cũng tương đối là rộng và trước cái sân nhà thì nó có một cái ao cái ao này cỡ cái ao vừa thôi không to lắm nhưng mà nước cũng tương đối là sâu so với là một cái đứa trẻ con và thời điểm đó khoảng năm sáu tuổi giống như là mẹ của em uh, mèo này nè trong một cái buổi trưa khi gia đình kiểu đi ra ngoài đồng làm việc nói chung là đi không có ai ở nhà hết chỉ có mình em mèo này thôi và thời đó là kiểu vừa sau giải phóng các bạn cho nên là cũng không có sợ chuyện bắt cóc Mẹ của em em mới đi vòng vòng trong sớm Đi vòng vòng trong nhà chơi Và đúng lúc đó bà có đi ra ngoài chỗ cái ao Tại vì vừa mới mưa xong Nước ở trong ao nó dâng cao lên Thì nó có mấy con cá nhỏ đó Nó bơi lăng tăng lăng tăng lăng tăng Ở ngay chỗ sát cái mép bờ ao Lúc đầu thì bà chỉ đứng coi như vậy thôi Nhưng hồi sau thì bà mới ngồi sởm xuống Tính là đưa tay ra để mà vớt mấy con cá đó Thì đang bình thường lắm Tự nhiên nha Bà cảm nhận là có ai đó đang dần 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 tiến lại phía bà Và một hồi sau người đó dùng cái bàn tay á các bạn Ấn đầu bà thẳng xuống như cái ao à. Cái tình thế lúc này á là cái phần trên nó vẫn còn nằm ở trên bờ Nhưng mà cái đầu thì bị ai đó chấn xuống rồi các bạn Bà cố gắng vùng vẫy, cố gắng là cái thoát ra nhưng mà không có được Vì cái người đó nhấn rất là mạnh Đang tưởng là chết rồi Nhưng hồi sau á thì tự nhiên là bà cảm thấy cái lực đó mất dần đi Và bà ngẩng đầu lên được khỏi mặt nước Lập tức nhìn xung quanh ha không thấy ai hết và bà sợ quá cho nên mới khóc lên cái thời điểm đó mặc dù là không nhìn thấy ai nè không có nghe tiếng bước chân nhưng mà do còn nhỏ bà không biết là ma nhưng mãi sau này lớn lên thì bà mới tỏ tường được câu chuyện là như thế nào và tiếp theo một cái sự kiện nữa thì của bà ngoại của em kể lại ha cái buổi trưa cũng ở dưới căn nhà dưới thanh hóa đó cả nhà cũng đi vắng luôn chỉ có mình bà ngoại thôi Mấy bác với mẹ thì mẹ của em Mẹ này thì đi học nè Ông ngoại thì đi làm đồng Và bà ở nhà đang nằm nghỉ trên cái giường á Đang liêm diêm ngủ thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng phì phò gì đó phát ra Bà mới chạy vòng vòng khắp nhà để mà tìm coi Thì cuối cùng bà đứng ở trước cái bàn thờ các bạn Nhìn xuống dưới cái học bàn thờ Thì bà nghe cái âm thanh phát ra từ đó Và khi nhìn kỹ lại Thì bà thấy á, là có nửa người Của một cái nửa cái thân của một con rắn Cùng với một cái đuôi rất là lớn thò ra bên ngoài Khi này nè sợ quá trời sợ luôn tại vì nhìn được có phân nửa thôi ha là biết là cái con rắn này nó rất là lớn mà không phải có một con mà tới tận hai con khi này bà rất là sợ luôn mang dép chạy thẳng ra ngoài sân và sau đó quay đầu cuối xuống để mà nhìn kỹ lại cặp rắn á thì bà tả là cái cặp rắn này nè thân nó màu đen đen tuyền luôn nó rất là lớn và đặc biệt ha cái đầu thì bự và ở trên cái đầu thì nó còn có hai cái màu đỏ chót và nếu những bạn nào dưới quê chắc là đã từng nghe tới cái sự xuất hiện của những cái cặp rắn hoặc là những cái cá thể rắn đơn lẻ mà người ta có mà những cái con rắn đó, nó có cái màu ở trên đầu thường là rắn thần rắn thiên hoặc là hiện thân của ông bà về và lúc đó bà ngoại của em này biết rồi nhìn bà rất là tin vào tâm linh ha bà thấy cặp rắn đó thì nghĩ đâu chắc là ông bà của mình hiện về để mà thăm con cháu thì bà không sợ nữa từ ngoài sân bước vào lại trong nhà đứng ngay chỗ gần hai con rắn sát cách có chút xíu thôi nha các bạn thắp nhang khấn vái ông bà tổ tiên và bà kêu là hai con rắn hoàn toàn là không có làm gì bà hết chỉ nằm im như vậy thôi và sau khi mà bà thắp nhang xong á bà trở lại cái giường ngủ và lúc mà bà tỉnh dậy đó thì thấy hai con rắn nó biến mất tiêu rồi tìm khắp nhà luôn cũng không thấy đâu và đó là kết thúc cái sự kiện thứ hai qua tới cái sự kiện thứ ba Do là em Mel này thi trượt hai lần cho nên đến năm 2015 thì em mới học năm nhất đại học ha và cuối cái năm đó đó thì em có quen với cái người yêu hiện tại tên là anh long nói sơ về anh long chút xíu anh long lớn hơn meo 4 tuổi và thời điểm đó đang làm lễ tân tại một cái nhà nghỉ nhỏ ở ngay, dưới, ở ngay dưới bình dương đó và anh là một người cực kỳ nhẹ vía luôn các bạn và biểu hiện của những cái người nhẹ vía đó thí dụ mà cái chỗ nào ta buôn bán mà đang kiểu đang ế khách những cái người này bước vô cái khoảng tầm năm mười phút sau lập tức là khách nó đổ vào ào ào liền cho nên là thường xuyên được nhờ tới để mà 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 khai trương á và do có lúc đó mới quen nè Các bạn biết những cái cặp yêu nhau rồi Thường ha là hay thích đi chơi lắm Mà nhiều khi cũng không phải đi xem phim này kia đâu Chỉ cần ngồi trên xe xong rồi chở nhau chạy vòng 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 như vậy Còn em mail lúc đó thì cũng đang làm tại cái quán chè ở gần nhà các bạn Làm từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ tối Và thứ bảy chủ nhật thì em làm 9 rưỡi Và do là kiểu yêu nhau mới yêu mà Cho nên hai ngày này thích đi chơi lắm nhưng mà không phải đi coi phim đi này đi kia đâu Mà chỉ cần ngồi lên xe máy chở nhau đi dạo 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 vòng vòng mấy con đường là cũng đủ vui rồi Mà anh Long này thì ảnh cái công việc làm của ảnh là phải trực đêm Ngày trực đêm ngày nghỉ cho nên là những ngày mà ảnh không trực là ảnh sẽ qua ảnh đón cái em mèo này nè Xong hai người đi dạo Và có khi là đi đến 12 giờ 1 giờ sáng thì mới về ở nhà Và có cái buổi tối đó, đó cũng đang chạy bình thường luôn các bạn Thì cả hai mới tiến vào cái cung đường vào kho xăng dầu ở ngay chỗ cầu Phú Cường Ngay chỗ thủ dầu một Bình Dương đó Mèo ngồi sau thì mới hỏi người yêu của mình là anh ơi mà anh có đi vô cung đường này chưa Thì anh Long anh kêu là không anh chưa đi bao giờ anh cũng không biết là nó dẫn đi đâu nữa Và cái cảm giác lạ lạ mà các bạn kiểu thích đi tới mấy chỗ mà chưa ai đi á Cho nên là hai người này mới chạy thẳng vào trong cái chỗ đó nhưng mà không ngờ Cái lần này làm cho cả hai trải qua một cái sự kiện tâm linh Từ ngay chỗ cái đầu đường đó các bạn đi vào khoảng 200m á Thì có đi băng ngang qua một cái cầu và tiếp theo là đi ngang qua một cái khu đất và oan nghiệt ở cái chỗ ha là ngay chỗ đầu đường á thì là nó còn có một hai cây đèn nhưng càng vô trong thì nó càng tối thui và đường á thì kiểu nó nó hoang vắng lắm kìa các bạn nhìn nó giống như là cánh đồng ma vậy đó cứ chạy dần 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 như vậy cho đến khi tới cái chỗ mà khu đất trống đó thì không còn bất kỳ một tí đèn đường nào nhưng mà hôm đó chắc không do rầm ngay rầm hay sao cho nên là trăng rất là sáng em em này ngồi trên xe Nhìn về phía cánh đồng các bạn Thì em thấy là nó có một cái cánh rừng cao su Hình hình nó mờ mờ ảo giống vậy đó Và ở phía ngoài cánh rừng thì em còn nhìn thấy rõ ràng là có một cái xe máy cày màu vàng ha Và không hiểu sao kiểu ma xuôi đất khiến đó Người ta cứ bắt em phải nhìn chầm 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 vào cái xe máy cày đó bằng được Khi này nè Nhìn vào trong thì cũng thấy lạ lạ nhưng mà không thấy gì hết Cho nên là thôi em hồi sau thì em cũng kệ Nhưng mà càng đi sâu vô trong thì đường nó càng tối Và bắt đầu là em mèo này ổng sợ một phần là sợ ma phần thứ hai nữa là sợ cướp do đường đêm vắng vẻ mà thì em mới kêu người yêu của mình á là thôi anh ơi mình đi ra đi đường vắng em thấy ghê quá à? và hình như là anh long này ảnh cũng sợ đó cho nên là anh mới quay đầu xe và chạy liền luôn bình thường chở người yêu của mình đi thì Long chạy xe rất là chậm ha Nhưng mà tự nhiên tới cái khu mà bãi đất trống đó, đó các bạn Không biết là anh này anh sao Tự nhiên anh rồ ra anh chạy rất là nhanh Mà em meo ngồi sao thì sợ quá trời kêu là anh ơi anh chạy xe từ từ thôi anh chạy nhanh quá em sợ Nhưng mà cái ông Long đó ông không có trả lời nha Mặc cho em meo kêu anh ơi anh ơi anh chạy chậm 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 lại thôi em sợ quá Nhưng mà ông kia ông vẫn một bậc là ông tăng ra ông chạy rất là nhanh Tưởng đâu là gặp ăn cướp hay gì Cho nên là em em mới đảo mắt nhìn xung quanh Thì không thấy gì lạ hết Và đến lúc ra khỏi ngay cái chỗ con đường đó Thì ông Long nào mới trả lời các bạn Cũng hỏi là em ơi Hồi nãy lúc em có nhớ là mình có chạy ngang chỗ khu đất trống không Thì em em này gật đầu dạ đúng là Em có, em có nhớ làm sao vậy anh Xong ông hỏi tiếp là em có nhìn thấy Ngay chỗ cái xe máy cày màu vàng không Thì em em cũng gật đầu dạ em có thấy thì ông Long ông mới nói tiếp á, là ban này lúc trên đường chạy ra Anh thấy rõ ràng là có một cái bóng người con gái tóc dài ha Mặc đồ màu trắng, mặc xanh lè Ngồi lên trên cái xe máy cày đó mà nhìn về phía tụi mình Lúc đó anh hoảng quá trời luôn Cho nên là anh mới, anh biết là gặp rồi Cho nên là anh mới nhấn ga chạy nhanh Nhưng mà ngộ cái á, anh nhìn vào kiến chiếu hậu thì là không thấy đâu Nhưng chỉ cần quay đầu lại nhìn bằng mắt thường Thì cái hình bóng của cái người phụ nữ đó là xuất hiện Cho nên là ông Long này đó, Ông không có trả lời câu hỏi của em Và ông cứ như vậy nhắm mắt Mà ông rồ ra ông chạy thật là nhanh thôi Và kể từ sau sự kiện đó Thì cả hai người này là không có dám đi chơi về khuya Sau 10 giờ nữa các bạn Và đó là kết thúc sự kiện thứ ba Qua tới sự kiện thứ tư Và cái này là do anh Long ảnh kể lại cho em nghe ha Hồi lúc mà ông Long này còn nhỏ đó Các bạn tầm khoảng 6-7 tuổi ở dưới quê đó Thì con trai mà thường cùng với những cái người anh em họ với lại những cái mấy đứa nít trong xóm để mà chơi trúng tìm thì cái trò chơi lúc đó phổ biến quá rồi và ở trong xóm nhà ổng thì có mấy cái ngôi mộ đá tổ ong kiểu từ ngày xưa người lớn thì có dặn là không được chơi gần mấy chỗ này nha nhưng mà trẻ con tay này qua tay kia ham vui cho nên nó đâu để ý đâu đúng cái buổi trưa đó tất cả mấy đứa nít đó, tụ họp lại để mà chơi trúng tìm thì ông Long cùng với lại ba đứa ở trong xóm nữa có trốn ở ngay chỗ một cái bụi lùm, bụi cây đó Và cái bụi cây này thì gần ở ngay chỗ cái ngôi mộ đá tổ ông nhưng mà không ai để ý hết Khi đó thì ông Long ổng ngồi trong cái bụi ổng nghe thấy có một cái tiếng cười khúc khích của đứa bé gái Và ổng cảm thấy lạ lắm Do là kiểu này chơi toàn trai con mà Đâu có con gái đâu thì tại sao lại nghe như vậy Nhưng mà thôi thì ổng cũng mặc kệ và được khoảng 2-3 giây sau ha có một cái người nấp cùng với cả bọn đó cái anh này ảnh nói nhưng mà nó không quay đầu lại ảnh kêu là tụi bay cười cái gì mà tụi bay cười hoài vậy hồi á nó nghe được nó qua nó bắt hết cả bọn bây giờ khi này có một cái người cũng trong nhóm ngồi phía sau lưng cái anh vừa nói xong mới trả lời lại là mày bị khùng hả hồi nãy giờ tụi tao ngồi ở đây là có ai cười có ai nói gì đâu Nghe tới đó thì bốn người này khựng lại quay đầu về phía sau á Thì nhìn thấy là có một cái đứa bé gái nha các bạn Nhưng mà cái đứa bé gái này nó không có mắt, không có mũi, không có miệng Và đang ngồi thu lưu ở ngay sát bên cạnh của họ luôn Và chưa hết, mặc dù là không có cái miệng Nhưng cả bọn nghe được cái giọng nói đó Là cho em chơi với, mấy anh ơi cho em chơi với Khỏi phải nói rồi, sợ quá trời mà la làng la sớm xong rồi xong khỏi cái chỗ cái bụi lùm đó vừa chạy vừa kêu là ma kìa ma kìa ma kìa tụi bay ơi chạy đi tụi bay ơi ma kìa ma kìa những cái người chơi cùng á mặc dù là không có gặp không có nhìn thấy trực tiếp nhưng mà nghe ma 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 như vậy thì họ cũng sợ ha vắt dò lên cổ mà chạy thẳng về nhà luôn và bản này một thời gian không lâu sau đó thì lại có thêm một cái sự kiện tâm linh nữa và anh Long này anh cũng chứng kiến cái buổi hôm đó ảnh đi từ ngày buổi trưa cũng buổi trưa luôn ảnh đi từ bên nhà của anh đi vòng vòng qua xóm để chơi đó thì trong lúc đi ngang qua một cái bụi gai thì anh nghe thấy là có tiếng ai đó kêu ảnh kêu á là ê khi mà anh quay lại thì anh thấy là có một cái người đàn bà cũng hơi hoảng hồn nha các bạn tại vì nhìn cái người đàn bà đó thấy ghê lắm kìa bà ta kiểu da thì xám hoét hai cái gò má thì hóp vô bên trong trên người á nó giống như là cái cái lớp da đó các bạn nó giống như là bùn đất để lâu ngày xong rồi nó bị nứt ra đó và đôi mắt của bà ta nhìn nó trắng mà nó ghê lắm kìa khi đó đó, anh không biết là ma hay quỷ gì đâu, tại vì còn nhỏ mà. Chỉ thấy là cái người đàn bà này vẫy tay về phía anh ha. Bà có kẹp bên hông một cái rổ và bà móc ra một cái bánh ú từ trong cái rổ đó và cho anh, nhưng mà anh nhớ tới lời của mẹ mình dặn là đi ra đường tuyệt đối là không có được nhận đồ của người lạ. Với lại khi đó là anh cũng 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 vừa mới ăn cơm xong rồi cũng hơi no rồi, cho nên anh mới kêu là anh không không, 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 anh không lấy đâu. Anh mới bỏ anh chạy đi mất tiêu. Chiều cái hôm cùng ngày anh long đang ngồi ở nhà thì nghe thấy có ồn ào ở trong xóm anh mới chạy ra anh coi thì phát hiện là bên nhà bà con của mình có vấn đề ha ở gần đó thì có một cái gia đình của một người bà con họ hàng có một cái người anh họ đó anh này tên là anh chiến qua tới nơi thì thấy là anh chiến này nè ảnh nằm ở trên giường đó, ôm bụng đau kêu la quằn quại đau đớn lắm kìa và để ý kỹ là trong miệng của ổng toàn là bùn đất không lúc đó mẹ của ổng á anh long này gọi là cô năm cô năm mới hỏi là ủa sao con khóc vậy con sao vậy nè Mẹ của anh Long lúc đó cũng đứng bên nhà của cô Năm Thấy ảnh qua thì lập tức là đuổi ảnh về Không có cho ảnh qua đây nữa Mẹ thì vẫn ở bên nhà của cô Năm Đến tối hôm đó đi về Thì mới biết rằng câu chuyện là như thế này nè Anh Chiến anh kể lại là buổi trưa Ảnh đi ngang qua cũng chỗ cái bụi gai đó Thì ảnh cũng gặp cái người đàn bà Và cái nhân dáng bên ngoài là y hệt như là anh Long thấy luôn Cũng gặp một cái rổ bên cạnh các bạn Đưa cho anh Chiến đó một cái bánh ú Thì anh cũng nhận xong ảnh ăn và sau khi mà ăn cái bánh nó xong rồi thì ông Chiến này nè Ông đau bụng rồi, ông nôm ói tùm lum tùm la hết trơn Ba của ông á, là phải móc họng để cho nó ói hết ra Xong rồi đổ nước gừng xong rồi xong bằng cái lá xả cho hết tất cả những cái mùi ghê rợn đó đi Và kể lại tới lúc này nè các bạn Thì những cái người cao niên ở trong xóm mới nhớ lại một cái câu chuyện Là có một cái người đàn bà ngày xưa là cũng ở trong cái hẻm này nè Hồi còn sống á, thì bà hay làm bánh ít nè, bánh ú để mà đem đi bán và khi mà bà cái người đàn bà đó còn thì mẹ của anh Long cũng còn có chút xíu còn nhỏ lắm kìa và rồi một cái buổi tối nọ khi mà người đàn bà này đi bán về các bạn đường mưa trơn trượt cho nên là bà bị trượt té cái mặt á thì quẹt vô một cái cành cây gãy bên đường kéo dài một cái vết sẹo từ đây đến đây nè và chính vì cái lý do đó mà anh Long ảnh nhìn thấy vào cái buổi trưa đó ảnh sợ một phần nữa cũng do là cái vết sẹo nó quá là lớn đi cái mặt thì bị như vậy và cái đầu lúc đó là đọc xuống đất Và các bạn biết ngày xưa năm sáu mấy bảy mươi Đường mưa thì như vậy trời thì tối thui đèn đường thì không có Cho nên bà chết ở giữa đường đâu có ai hay Và qua tới sáng ngày hôm sau khi mọi người phát hiện ra thì coi như là xong muốn tiêu rồi Bà này cũng ở mình, không có người thân, người thiết gì Cho nên là hàng xóm họ mới chôn bà tạm Tức là đào một cái huyệt, đắp một cái mộ tạm lên thôi các bạn Và vị trí của cái ngôi mộ đó là gần ngay chỗ mấy cái bụi gai và nghe xong, ông Long này nè Ông kiểu cảm thấy là trời may mắn quá May là ông không có nhận cái bánh ú đó Chứ nếu không là tình trạng của ông giống như là các ông anh họ rồi Và đến đây là kết thúc những cái sự kiện tâm linh mà em mail gửi về cho Nguyễn Nguyễn Cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này và cảm ơn bạn Khang, cảm ơn em mèo đã gửi những cái câu chuyện tâm linh như vậy về cho Nguyễn để Nguyễn có cơ hội và kể đến cho tất cả mọi người. Và cũng xin lỗi mọi người là càng kể về cuối giọng mình nó càng khàn đi do là xoan nó bốc lên kiểu nhiều quá. Với lại dạo gần đây thì Sài Gòn các bạn cũng biết là nó mưa kiểu, khủng khiếp, mưa từ sáng chiều giông tố gió giật như vậy cho nên là tình hình kiểu, giọng nói của mình nó không bị ảnh hưởng. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Khi nghe xong video rồi thì các bạn cũng đừng quên là comment ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và những cái lượt tương tác đó nó là cái nguồn động lực cho Nguyễn Nguyễn rất là nhiều để Nguyễn có thể ra video thường xuyên phục vụ cho mọi người. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè Thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn nguyễn vlog 2512 Đường uh, link email, đường link kênh hồ sơ x, đường link Facebook, đường link page, đường link group căn nhà hoang số 13 Đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong video sau